Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Khải này mày. Ở lần này thì Khải sẽ xem bot trung thành nha nè. Và bot này là bot 40 nha mọi người. Bot 40, nói chung là Khải chuẩn bị hơn 1 rưỡi rưỡi đó, anh em xem nè. Nhưng mà vấn đề là không biết là xanh có bị phá không thì không biết nữa. Tại vì hiện tại bây giờ thì server đài xe tech này đang có một thế lực ở từ server nào đó gì vậy? Và họ đó là băng M. Đặc tên đó là băng Mafia. Họ chuyên đi phá bot nè. Biết là hôm nay bot 40 này có bị phá hay không mình chưa rõ. Trước nãy giờ Khải ra ngay bến tàu thì thấy bị phá rồi đó. Rồi, ok, Khải đang làm phim đấu nữa, thả đánh chơi nè. Anh em xem cho một like chia sẻ chơi nha. Khải phim đấu đó thì cho anh em xem. Đó. Khải vừa thả bớt, Khải vừa bói luôn. Phim đấu rồi nè, phim đấu thành. Ok. Đó. Rồi, phân đấu giờ dứt rồi. Chống ban đứng yên nè, búp nè. Búp trên chính nè. Khải búp nè. Rồi. Thả bot dứt nha nè. Vô bà tơ nè. Rồi, siêu phẩm nè. Chống phái nè, ngũ độc nè. Cứ vô đi, đỡ đông nằm độc đánh bot sao. Đúng không? Rồi. Đó, ok. Thả bot thét thử như nè. Nói chung đánh vài con nếu phá là chịu thôi sao giờ. Ok, trước khi đánh cánh bánh gần chết cánh bánh tiếp theo. Rồi, thiên sơn hết rồi nha. Không biết có phá không mà không biết nha mọi người. Nó mà muốn phá thì mình cũng chịu thôi. Chả có làm được gì luôn. 1, 2, 3. Đó. Phá là chịu nè, hết đường. Tại cả đang sang xếp bánh 34 nha nè. Xếp bánh 34. Đây cho anh em xem nè. 3 này. 3 này. 3 này. 25. Đó. Đó. Bánh 34. Ủa sao mà dính gấp rồi, không chết rồi. Kẹt gấp mà không lên đam ta. Tới là kéo làm chứ. Rồi. Gấp này đường môn xấy không trúng rồi nè. Ảo thiệt sự. Rồi nhặt đồ. Trời đường môn xấy không trúng rồi nè. Gấp này khó đánh quá. Cái này được bông sấy không trúng được. Chứ phải mình gấp ba lần kìa. Cái này được bông sấy không được nè. Má cái này khó đánh rồi. Kéo nó ra một tí nữa được bông đánh mới được. À được bông đánh đi. Khó gơ gốm. Trời, được bông đánh không được nè em ơi. Chết một con này. Trời, hai con kim, má nó trâu, giờ sao đánh được. Chết rồi, con này khó đánh quá. Được rồi, kéo nó ra một tí rồi. Không đánh được nè. Đường bông nó sấy không có vô góc lát này được. Anh em hiểu không? Chỉ có một thủy yên thôi. Đó, đường bông nó không sấy vô được, mới đâu chứ. Bông không sấy vô được nè. Chỉ có thế yên thôi. Ok, chết nè. Chọn thế yên nhà khách đồ rồi, đợi tới. Nâm đọc, tách bút, tách nhật đồ nè. Thế yên tách nhật đồ nè. Hai món nè. Xong hai con này rồi Khải đi cho anh em xem đồ nha. Giao dịch vào này cho anh em xem. Bút nè. Chọn nâm đọc. Biết sao anh em, họ kim con đường bông sấy khá là lâu. Mà Thế Yên nãy Khải ngừng rồi, không cho Thế Yên đánh luôn nè. Kéo ra, kéo ra. Kéo ra, ui, mình chém 4 máy cao luôn nè, gờ chưa. À không phải liền. Nên có chém vô nè. Cánh người bánh nè. Nãy giờ ba con kia, hai con Khải chưa cánh nè. Rồi,
chấn máu rồi không chết được nè, áo vải. Cái gốc này nói chung là không bằng cái gốc Ba Lan nữa nè, không bằng cái gốc bánh thuyền Ba Lan. Gốc bánh thuyền Ba Lan ngon hơn, gốc bánh thuyền Ba Lan ngon hơn nhiều nè, nó không chết được luôn nè. Đây không ra được một đánh không trúng nè, phải thiệt. Cái bánh tàu đánh ngon hơn em ơi, má lúc này khó chịu quá. Em thâu nó ra chưa, muốn phá anh em ảo vậy. Má cái con đường môn sáng cái góc này không được, chịu rồi, góc này đánh không được nè mày. Đi góc khác này, góc này đánh không được rồi. Đánh đâu được đâu nè. Chỗ này thì Thí Hiền đánh bình thường ấy, Thí Hiền đánh ok ấy. Đường môn chịu rồi, đường môn đánh không chết, không đụng con quái được luôn nè. Phải liền, kéo nó ra rồi. Ra đây mày. Đường môn sấy không trúng. Rồi, sấy đi. Để cho con Thiếu Lâm vô nó tanh. Ok, Thiếu Lâm tanh được rồi. Lâm tay à, đúng còn một con đánh kiểu này khó, chỉ có bánh tàu đánh mới nhanh được. Chua quá. Đội xe qua Thí Hiền à? Thí Hiền không kích được. Thí Hiền đâu kích được nhận 25 đâu. Chỉ có đường môn mới kích được thôi. Thí Hiền đâu kích được. Tại vì cái nhận 25 là cái nhận hỏ anh em, chỉ có đường môn mới kích được thôi. Rồi có cái ăn con này tính sâu nè em ơi. Má cày đánh không được luôn. Góc này chua quá. Góc này boss nó chạy lung tung nè, với lại nó bị góc lắc nó không đánh được, không đánh trúng luôn. Cố gắng vô bùa đánh xong này. Má ra mới hợp kim như này, đánh như này khổ luôn nè. Ở ngoài bến tàu hợp kim đã khổ rồi. Rồi nhật đồ nè. Bốn món. Là đưa người mời vô đứng một góc nữa. Hải sản này mình trên tí nè. Sẵn sàng là mình trên tí nè. Tại sàn góc trên đi. Mấy hôm đánh góc này được mà đây nó bị, không phải bị gì mà nhưng đường môn đánh không được nè. Rồi đường môn đánh không được. Rồi bỏ đồ nè mày. Giờ thành nó được như đấy. Từ từ giao dịch thêm cái đồ. Sức mạnh 3, sức mạnh sinh lực nguồn lực, kháng bệnh, sức mạnh sinh lực lực. Ngọc bội ngon này, ngọc bội ngon này mày, sinh lực lực này mày. Khó vậy ra siêu phẩm 10 kháng cả 18 à? Ừ, mong là vậy nè. Ok, hãy gì à, Thượng Dương hãy đổi hiện tình đó. Không biết phi dân đấu có được đổi không này, đang phi dân đấu nè. Nè, cái chuyện này vô shop nè, chuyện này vô shop nè. Nhẫn này cũng vô shop thôi. Sao đồ này làm giả tẩu thôi nè. Hiện tình 1. Trời ơi, 3 món ngon hiện tình 1 nè. Phái liền. Được một cái ngọc bòi sinh lực nỗ lực cao nè. Đó, đừng tính tiếp à. Được một ít đồ nữa nè, em đợi tới. Hai chỗ là điểm cũ rồi. Biết gì nó bị mất về trận đấu hay không nè. Còn không tí nữa mình giao dịch lại kia đi. À, vẫn phiền đó ngon á, ngon lành á. Đây nè, bên này nhận được ít đồ nè. Chưa bói nè, giờ bói cho anh em xem nè. Nhẫn nè, dây chuyền nè. Một cái ngọc bội bán 7. Vái chướng. Một cái bội bán 7 nè. À, mày bán 1. Tại nguyên 7 vô lúa, mày bán 1. Rồi, phải ép đồ, ép tiếp đó. Trời ơi, bộ chuyện khá bằng 25 nữa nè. Bộ chuyện khá bằng 25. Cho anh em xem. Không có kháng tất cả nè. Trời ơi, giờ này mà kháng cả 5, kháng cả 10 là vô tiền rồi. Trời ơi anh em à. Rồi, cái gì nào? Ép ra tính sau. Hay, giờ ép ra. Ép hiện tình hết rồi.
em qua Dương Châu. Dương Châu không đánh được Tiến Quang ơi, cái boss server em chỉ đánh được Tương Dương thôi anh ơi. Quên là chỉ đánh được Ba Lanh thôi anh ơi. Ép hồn bính nè, ép nè, cho con nè. Dây chuyền 5 dòng, 17-1, 0-3-25, trúng độc. Bánh 1 nè, vái thiệt. Bỏ luôn rồi bánh 1 luôn. Dùng 2. Trời, dân 1 nữa, 3 dân dân 1. Thắng rác rác nè, dây chuyền không bao nhiêu cao nè. Lại đòi bớt mấy cái xu rồi đó. Khói chặt rừng nè, đủ cho khói chặt rừng nữa. Cái này chỉ có thể đứng vô góc đó đánh mà không biết bị còn bị kẹt góc không nè. Kẹt góc mà đánh rất là khó. Rồi tiếp tục. Ba cái quần què nè. Chặt rừng. Thích nhạc rồi con. Ok. Rồi mở tiếp nè em ơi. Hello em mới vô nha. Chúc em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này Khải sẽ sang bắt lệnh bài boss xanh. À lệnh bài boss xanh đặc biệt. Và Khải sang chắc nếu mà không ai phá Khải sẽ sang khoảng 1.5 nè. Còn bị người phá chịu nha nè. Và nói chung là cũng cẩn thận nên là Khải một lúc Khải thả khoảng 3 con thôi nè. Ai phá thì đi thôi. Đó, ai phá thì đi thôi. Chứ không dám thả nhiều. Không dám thả nhiều nè. Rồi. Không dám thả nhiều. Dạ dạ dạ. Không tiếng này chết rồi. Tiếng này bốc hơi. Lên ngồi ngồi tí nè. Mà đỡ người mì bốc. Rồi. Thằng cái nhà quýnh thôi. Đó cái giày quýnh thôi nè. Thủy Yên vô đàm cái nữa. Không dám thả nhiều nè. Thả nhiều là giang hồ nó qua nó kết đấy. Hello anh Trung Trần nha. Không anh ơi. Hiện tại Khải đang sang con đường môn nè. Nên là chủ đạo con đường môn phải kết thúc nè. Đâu rồi, đây. Chủ đạo con đường môn kết thúc. Con đường môn kết thúc. Đây. Đó. Đường môn nó mới kết được dòng cuối nè. Không có phá nào kết được hết á. Đường môn thì đem độc nè. Khi bắt đầu tu 1.9 lên nhiệt độ trong thành nè. Thành viên mình nhiệt độ trong thành. Rồi. À, nhiệt độ trong thành. Đó, nhiệt độ. Tấm độ. Năm độc như đường môn đánh thôi nè. Thiên đứng bên ngoài không dám đánh. Tại vì bắn này nó yếu lắm, dở chết lắm. Nghe mì đứng chơi này, nghe mì đứng chặn đường này. Đó. Anh em đang xem đỡ lại một đai chia sẻ chơi anh em ơi. Cái máy vẫn được chưa? Được rồi, anh mát 1.000 cái đi, có đại thành. Lắm một hương nan. Năm đọc bên này nhặt được hai món sida làm phôi.
Nãy giờ xanh này tướng phát rồi, đang xanh này em ơi. Anh em đang xem cho Khải một like nè em ơi. Rồi. Lần xanh 3 con không dám xanh nhiều nè em ơi, nó phá nè em ơi. Rồi tiếp tục giờ thành. Bói đồ. Cái đồ nào cùi thì vứt vào làm hiện tinh luôn nè. Dây chuyền nhẫn này như cũ nè, dây chuyền này. Khăn lôi 9. Khăn lôi 10. Khăn lôi 9. Trời, tính ra toàn rác không ạ. Khăn hỏa 13, sinh khí. Khăn lôi 9. Thân pháp 1. Khăn lôi 3. Khăn hỏa 13. Trời, 21, 20 sinh khí luôn. Rồi, toàn rác thôi em ơi, vào làm hiện tinh hết. Vào làm hiện tinh hết nè em ơi. Toàn rác thôi em ơi, vô hiện tinh nè. Hiện tinh nè. Một nè. Trời, toàn hiện tinh 1 không vậy? Nó nhỏ vậy. Toàn đồ 3 dòng nè em ơi, hơi cùi. Rồi, hiện tinh 1 nữa. Rồi, tiếp tục ra thả tiếp nè em ơi. Một ngọc bội cũng được được một tí rồi, cho xe thôi. Bội toàn xàm quá, cái gì vậy? Trời ơi, đầy quên ngọc dưới đất đầy rồi. Tiếp tục. Bọn đi phá lách. À, còn lâu đúng rồi, đi phá lắc thì nó tạo ảo, tạo xe nó cũng khá là lâu nè. Nên là mình đánh góc lắc thì góc này thì cũng khá là ổn, nhưng mà hơi chậm một chút thôi. Đánh nó không được, đánh nó không được nhanh nè. Hơi chậm một chút thôi. Đúng rồi. Đưa điện thoại ba coi tin ơi. Tin điện thoại ba nhanh lên. Tại đường môn anh em đánh, em đọc đánh anh em, hai con đánh thôi. Rồi, kẹt gấp nữa đâu. À, vô gấp không đánh được nè em ơi. Chịu luôn á. Vô gấp thì có thế yên thôi nè. Kẹt gấp lắm, không đánh được. À, nó kẹt gấp lắc thì khó chịu dữ ta. Kẹt gấp lắc này. Cảm ơn. Kẹt con lát khó đánh. Kiểu này phải đường em ơi, vô sâu trong tí. Đó, đứng góc ngoài này nó lắc quá. Nó bị dính vô kẹp giá tường là không đánh được nè. Chỉ có thể yên đánh thôi. Làm như làm đường môn đánh được sẽ lên đam nè. Còn đường môn đánh bị kẹt góc là chịu rồi. Trò kẹt góc rồi. À, mấy boss này nó chạy lung tung quá nè mà kẹt góc rồi. À, kẹt gốc đánh lâu vãi đái. Khó chịu gơ nè. Chết nè. Lâm nè. Hỏ nè. Chỗ này chỉ có thiên nhiên đánh thôi. Bến tàu nó phá. Bến tàu đánh nhanh hơn. Đúng rồi, do bị kẹt góc lát đường môn hút mana không được nè. Tại vì đường môn khả năng cầm hút 5 này. Mà chỉ cần kẹt góc lát thôi. Chỉ cần kẹt góc lát là không hút được rồi nè anh này. Chỉ cần kẹt góc lát là hết mana. Nhưng mà nó có túi gì tới đang phục hồi lại được nè. Nên là hơi lâu rồi nè. Trời, đánh hơi bị chua luôn. Góc này nó bị góc lát, chỉ có thấy yên đánh thôi. Rồi, tiếp tục nè. Lần 3 con nè, lần 3 con là hợp lý nha nè. Anh em đang xem thì đỡ lại, bắt 40 này khá một like chia sẻ cho anh em ơi. Tiếp tục giờ thành đó. Đó, giờ thành rồi, được bóng nào thì cấp, không được thì sốt thôi. Không được thì làm hiện tinh thôi nè. Rồi, bói. Cái này như cũ. Nhận khăn lôi 3. Nhận khăn lôi 5. Trời ơi, gia truyền mình phánh 1. Khăn lôi 26 rồi nè. Vãi rồi. Ngọc bội thông pháp. Ngọc bội sinh lực lực. Không băng 15-20. Không băng. Mình bắn 2. Trời ơi. Dùng 2 nè.
Ui, sinh lực 160, kháng lôi 13, ngon vậy. Không bằng. Trời, nhóm may mắn 1 nữa. Còn nó may mắn 1 rồi nè. Vãi liền thiệt. Kháng lôi 20, được nè. Kháng độc, kháng bằng. Ok, cái này vũ cho C. Thôi, vô làm phôi thôi. Được vài món nè. Cho thông hiện tinh một không bánh một này bánh một tàu bánh một nhắn này sẽ lượng lực cho xe cũng được này má ngập bò ít người xài tinh máy tinh hai rồi cộng mấy cái đồ được được vô đây đỡ cho anh em trong bang ai ai cần thì đói nè ai cần thì lái đói một bòi nè bây giờ được khả đưa ra cho con em đọc ngoài này nó giữ luôn được đọc này nó giữ một rương đồ cũng được nè tiếp tục anh em ơi hello cậu mực nha ok anh em ok được kéo nó lên cái gốc nhọn này thì đánh được nè gốc kia nó đánh kẹt gốc lát không đánh được kẹt gốc lát đó chỉ có thiếu yên đánh nè có vẻ chỗ này ổn định đó nè à chào Thúy Yên lên đúng rồi cái này được ấy cái này được ổn định đấy nè này ổn định đấy cái này có thể có vẻ đánh nhanh đấy mở thêm con nữa đúng rồi cái này có vẻ ổn định đấy này cái này có vẻ ổn định đấy ơi à, nhạc đô lúc này ổn định đấy nhạc đô trời ơi kẹt gấp ở rồi em ơi á à, gấp khó chịu gơ gốm bánh tàu vẫn ngon nhất anh em ơi bánh tàu vẫn là No 1 có nhẫn mộng này còn một con mộc một con kim à, anh em bang tối online anh em ơi anh em bang chiều nay anh em ọp hết rồi cái này bốn này em solo một mình được mà vấn đề ở đâu cái này solo mình cũng tốt có hút mana hết mà ra đây like nè anh em đánh lộn ngồi bến tàu chiều chưa nó sẽ ngừng mất từ 1 giờ đến giờ ra đánh ra tối qua bị khóa này bị phá anh em không biết này ông này phải băng mờ không gì con trời nó kẹt gấp khó chịu quá luôn nè nó kẹt gấp đánh lại bị góc này phá khó chịu quá nè mày con góc này nó không đứng bất một chỗ á nó cứ chạy qua nó chạy lại nó chạy qua chạy lại nè cứ chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại chua
hai con nữa nè em ơi. Cho con mọc này chết rồi. Nó cứ chạy qua chạy lại nè không. Nên là đam nó không có dồn được. Với lại cái đam góc này chỉ có Thi Yên thôi. Hello nè em mới vô nha. Hiện tại Khả đang săn bắt lệnh bài bắt 40 và cố gắng tìm siêu phẩm nha nè. Anh em đang xem và đỡ lại cho Khả một like chơi nha em ơi. Trời chua, chua kinh hồn. Giấc mộng là nó chết trước à. Kiếm đánh xong. Kiếm nó trâu lắm nè. Kỳ họ đánh kiếm đuối lắm. Trời ơi gì kiếm một món rồi. À, chui. Cứ chạy qua nó chạy lại, chạy qua chạy lại. Mất đam. Còn một con kia mà nè mà. Nó chạy qua chạy lại nè, nó khó chịu. Vãi thiệt. Phụ đam luôn. Phụ đam luôn cho nó lẹ nè. Gần chết ngừng lại. Rồi ngừng. Làm đồ. Đó. Ok. Về thành anh em. Chưa biết được gì nha. Đây. Bói đồ. Dây chuyền 3 dòng. 3 5 dòng. Nhận thắng lôi 15. Mày bắn 2. Đồ. Mày bắn 2 dòng 2. Thắng lôi 25. Ngon. Ngon bòi ngon. Đẹp luôn. Hai cái. Hai cái ngọc bòi đẹp luôn. Bánh 2. Lô 23. Ừ, ngon. Thắng độc 24. Mày bánh 2. Trời ơi à, cái này 30. Mày bánh 3 là ngon luôn nè. Trời ơi này trời. Trời ơi cái nhẫn đẹp luôn em ơi. Còn mày bánh mà. Còn mày bánh đến 3 phút lận. Trời ơi. Mày bánh một nữa. Vãi lên. Vãi lên. Vãi xỉn lắm. Sao? Lôi 26. Trời. Ngon lành cành đào nè em ơi. Một nhẫn bánh khăn. Một nhẫn 30. Mà mày bắn dùng 2 mất. Mày bắn dùng 1 kháng lôi 30 dùng 2. Tiếc dữ ta. Đổi nè. Nội lực nè. Nội xấu. Mày bắn 1 nè. Phái gì 23. Trời tầm này tính ra kháng cao đẹp gơ luôn nè. Trời mày bắn nè. Nó 15. Gia truyền thì vào sốt đi. Dây chuyền không có kháng cáo vào sốt đi. Trời ơi. À đẹp gơ luôn. Tiếp tục. Tiếp tục 4 con tiếp tục anh em ơi. 1, 2, 3, 4. Đừng phá là được. Phá mệt lắm rồi nè mày. Phá mệt mỏi lắm rồi nè. Tiếp tục chỉ tìm siêu phẩm anh em ơi. Góc này đánh Thi Yên ok. Lúc này đánh Thi Yên ok. Còn đánh mấy phái kia anh thua nè. Đánh mấy phái kia thì đánh đường bồn khó anh quá. Gì à? Nhặt được gì không? Nó mất tiêu rồi. Có một con chớp là không nhặt được gì hả ta? À nhiều con kia nó nhặt hết rồi. Thi Yên bên kia nó nhặt rồi ta. Ủa? Chết một con mà không có đồ nè em. Áo thiệt sự nè em. Bốn con không có con nào nhặt được đồ luôn. Vãi lên chưa?
bốn con, không con này nẹt bốn nào luôn. Như được đúng với một ngọc bội thì phải. Đúng là ngọc bội, một ngọc bội nữ. Toàn rác. Trời ơi, cái nhận nó mà kháng lôi 30 dòng 1 là có tiền nè. Má dòng 2 hơi canh. Dòng 2 kiểu gì mà kích được. Má hơi canh. À, đợi xem con này khả đi đổi em bắn nhau nè. Rồi cắn bình thiền sơn bù thôi. Hai khui độ. Như rồi thì thiếu cái bình may mắn của Tống Kim và may mắn của một cái hai cái may mắn của cái kia. Khui ra. Thả đi mới cánh bình của tử bù thôi nè. Mà lỡ khi nào cái này ngon không? Chưa biết được nha. Lần sau cái này thả đi đổi như nè. Bói nè. Kháng lôi 2. Kháng lôi 11. Đấy, trời ơi, may mắn 3 nữa. Trời ơi. Má đẹp dữ ta. Trời ơi, đồ ngon lành cành đào luôn nè. May mắn 3 kháng lôi 29 rồi chứ. Vãi cành linh. May mắn 3 kháng lôi 29. Ngon lành cành đào. Trời ơi đẹp dữ ta. Cái đó mình bắn dùng. Kháng lôi 13. Kháng hỏa. Kháng hỏa. Trời kháng hỏa 25. Dòng 1 không có gì luôn. Kháng lôi 3. Kháng hỏa. Kháng lôi 5. Kháng lôi 11. Kháng lôi 10. Kháng lôi 25. À được hai ngọc bòi là được hai chương trình cho cũng là làm cái lúc nãy. Ok ép hiền tinh này 1 này sinh lực cao không có gì hết. 2 này rồi. Rồi được một cái nhận cái ngọc bội kháng lôi 3 29 đẹp luôn. Rồi tên gì đâu không rồi. Kháng lôi này, kháng lôi 25 xúc mạnh sinh lực lực may mắn. Kháng lôi này, kháng hỏa 25 này chắc quốc shop chứ làm gì trời. Ai xa xa. À tiếp tục. Ngon lành cành đào. Ok sau khi đấu may mắn xong giờ tiếp tục nè em ơi. Rồi. Còn ít con cuối cùng. 9 con cuối cùng cho xong cái bát 40 này luôn nha nè. Được gì nha. Tiếp tục 1, 2, 3. Rồi dứt thôi. Đứng xa xa một tí đúng rồi. Cho nó khỏi vô bot. Rồi, để vô buồn, vô buồn. Đó, dồn vô, đúng rồi. Lên đàm. Rồi, lên đàm. Ngừng đàm. Cái người bay ngay. 1, 2, 3, cắn luôn bình quá tụi mới luôn nam. Cha, nó bị kẹt gấp nữa rồi. Rồi, về nhiệt độ. Tiếp tục thả tiếp này. Xong bao này tiếp tục thả tiếp này. Nhiệt độ nè. Lấm tiền. Lấm tiền. Trời đồ ra kìa. Tiếp tục. Ui sao nó không nhạc trời.
áo nha, đồ xanh, dùng lọc đồ nữa. Rồi đi lọc đồ nè, đầu xanh nè. Rồi ủa gì vậy, rồi xem được gì, không được rồi cho vào phôi thôi nè. Hui, hắn hỏi em 3 vòng 2, trời ơi không có chón, trời năm chón 40, trời ơi siêu phẩm của mình em, trời ơi sao không chón vòng 1 vòng cái, trời ơi cái này mà chón 25-40 vòng 2 vòng 1 là đẹp luôn em, sinh lực chón 40 nữa chứ, chón 130 30, trời sinh lực cao 130, nội lực thở lực, ui trời ơi 25-20, trời ơi sao mà không có vòng 2 vòng em đủ chón vòng cuối rồi, đồ siêu phẩm này mà đó, trời chón quá trời luôn em ơi. Trời ơi, hai cái nhẫn đẹp gơ sờ luôn em. À, khán hỏi 25. Khán hỏi, cái này là không có chón, khán hỏi không có khán hỏi lại chón. Cái này là khán hỏi là không có chón. Trời ơi là trời. Áo thiệt sự luôn em. À, mix siêu phẩm anh em ơi. Mix siêu phẩm anh em ơi. Giống dầm 30. Trời ơi. Ủa dữ ta. Nó không ra mà ra không tới luôn em. Ra đúng lưng ương luôn nè, ra không tới luôn, đâu thiệt sự. Trời ơi, ra không tới nè, trời ơi, uổng dữ ta. Đó, khóc thiệt hai nhẫn luôn, khóc luôn. Trời ơi, đó, chịu. Quá đẹp, sinh lực cao không rồi chứ. 140x, 13, 14x không. Không tới nè, đậu xanh. Áo thiệt sự nè. À, đúng áo luôn. Buồn quá anh em ơi. Sợ cái nhẫn này mà thấy qua một cái bù cái chón qua bù khán hỏi lại là đẹp luôn em. Trời ơi, tiếc ghê sợ. Tiếc ghê gốn luôn em. Thôi nó kẹt gấp rồi. Kéo nó qua đây. Kéo nó qua đây. Thôi nó kẹt gấp rồi nè. Đường bộ đánh không trúng. Rồi kiếm cuối cùng. Đúng rồi. Lắm. Rồi, ok. Ờ, cái đó sẽ nhu tình nha, được. Mà server tầm này ai xài ít lắm. À, nhìn uống gơ luôn nè. Tiếp tục nè, ra đồ nè. Ngọc bồi nè. Trời, toàn rác thôi. 130 sẽ được cao. Ok, 540 nó được cao. Được, được, được. Một cái ngọc bồi 540. Má, tiếc, vẫn tiếc cái kia nè mà. 120 sinh lực nỗ lực thùng rác thôi. 130 trời khó thế. 130 một hình tinh, trời cái này là thiếu chó này thôi chứ. Cái này chuyển thành sinh khí thành 40 chón là hợp lý luôn.
Ngọc bội làm trọng 40 hợp lý. Dây chuyền Ngọc bội dừng thân pháp 4 à. Bỏ sốt đi. Dừng thân 1, dừng thân 3. Dừng một là được 1 ngọc bội làm trọng 40. Ngọc bội 30. Nhẫn 30, nhẫn kháng hỏa. Ok, tiếp tục anh em ơi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Để giao dịch ít đồ qua. Chung là tí nữa Khải sẽ chốt vật phẩm đồ cho anh em xem. Cũng có một khá ít đồ khá là ngon á. À, muốn một chỗ dòng cuối rồi nè. Áo thiệt sự, 140. 130. Trời, khi này bị đam chết rồi, nghe mười nó búp ta. Khi này bị đam chết không, nghe mười búp mới coi. Nghe mười không búp luôn, đậu xanh đâu má. Đồ. Đánh chậm chậm mà cảm giác khá là phê á nè. Nói chung là đồ đạc khá là ok. Đồ đạc cảm thấy chắc là ok. Rồi, hai con hổ một con kim. Hai con hổ một con kim. Đó là mè nè, phá nữa tôi. Phá nữa tôi. Một dây chuyền, một nhẫn. Một ngọc bội. Một kim cuối cùng. À, thế thiên phụ đam quá nè mời. Đồ, mấy con cuối này ít đồ quá. Rào bang mua 20 kiếm chứ có mà. Mua không có nè mời. Trong bang tầm này anh em vinh quá trời là mua không có luôn nè. Rồi, cố lên nhiệt độ rồi. Rồi, mít rồi. Qua đây, qua đây. Má nó kẹt con góc không quấn được nè. Qua đây, qua đây. Không theo mình nè. Đúng rồi. Ủa. Có khi kiếm gia truyền kháng cả coi. Rồi kẹt góc nữa. À con boss này cứ nó chạy qua chạy lại. Có chịu thiệt. Tối qua bị mất rương hồn kiếm môn phái à. Kẹt đồ. Rồi, đi vào băng mở mai phe này. Đi phá boss là cướp qua cướp lại nè. Nghe nói tới qua móc một rừng kiểu bùng phái, khá là tiếc. Giờ chơi không lại báo đâu báo là cái xe 8. Rồi. Kiểm tra được. Gây vô nè em ơi, xem có được gì nè em ơi. Trời ơi, khán giả có 5 mà. Violin. Có 5 điểm à, 5.
Chịu luôn á. Kháng cả 5. Sinh lực cao. 120. Lát quá. Sức mạnh 14. À, một nhóm 540. Nhận 40. À, ngon hơn nhận mình đang đeo luôn. Sinh lực 47, 76. 47, 76 cũng như nhau nè. Nhận 2. Nhận 20. Được một ngọn bò 500 nữa. Rồi, ok. Mình 14. Trăm 20 này. Ơi, còn có 10 vàng nữa. Được một gia truyền kháng cả 5 nè. À, đâu đâu. Kháng cả 5 điểm. Chịu luôn á. Chào hàng trình 1. Kháng cả 5. À, nhìn gia truyền chán đời thiệt sự. Nhìn truyền chán đời thiệt sự luôn nè. Vãi thiệt. Ờ, bảo luôn hồng kim nữa kìa. Ngon lành chưa? Ra một đường hồng kim nữa rồi anh em. Má bên kia ra một đường hồng kim nữa rồi. Một đường hồng kim, ngon lành chưa. Tiếp tục ra một vào đường hồng kim. Bên vòng bát nè. Này. Này xanh nè. Này. Đó. Càng khôn nè. Nhất kỹ nè. Bảo rương mà vũ khí xấu dòng. Ở bảo rương trang bị phôi xấu dòng. Rương hồng kim rồi nè. Trời ơi, ra là ngon gơ nè. Ngày nay ra mấy rương quá nè. Xanh càng nhiều càng ra thôi. Xanh càng nhiều càng ra thôi. Nói chung vừa rồi như là ông chiến vào ly này. Ông kết được một con này. Bắt bảo rương ngẫu nhiên này. Kết được một con. Từ từ giờ có siêu phẩm hả? Anh em nên nói bảo xanh nữa hả? Đồ tầm này em xanh không có gì. Em thấy hơi buồn buồn luôn nè. Xanh không có gì luôn. Ok, quất thêm vài con là đỡ ghiền nha nè. Anh em bảo đánh tiếp, ok. Đây. Còn nước còn táp. Đấy. Tiếp tục. Vừa rồi đường ít đồ nè. Nè. Đó. Ngọc bội 540. Phục hồi sinh lực. Nhận 540. Như chuyện kháng cả 5. Trời ơi. Nhận kháng họ. Không có chón dòng cuối. Chịu luôn. Này cái này kháng họ là dòng 2. Ok, tiếp tục 10 con nữa. Bước tiếp. Ok, Chunata tiếp. Xếp ra siêu phẩm rồi, anh em bảo xếp ra siêu phẩm rồi. Ok luôn. Tiếp tục. Đại miếng bánh còn 12 phần 12 phút nữa lận nữa nè. Tiếp tục. Tiếp, xếp ra siêu phẩm rồi đúng không? Trời luôn, khổ máu luôn. Xếp ra siêu phẩm rồi, khổ máu luôn. Rồi. Xếp ra siêu phẩm rồi, khổ máu luôn. Khổ máu luôn nè. Một lần chia sẻ cho anh em ơi, xếp ra dược phẩm rồi ấy. À, bắt này bắt 40 rồi nha anh em. Anh em mà xem có ủng hộ thì đừng quên cho Khả một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Rồi, lượm trô. Trời ơi, nó kìa, gấp kìa, quấn không trúng luôn kìa. Nhật đồ nè em ơi. Đường môn Khải kết thúc nha nè. Đường môn Khải xếp được bánh 34 sẽ kết thúc nha nè. Là 10 con nữa. Anh tối xem tiếp. Ok luôn. À, nghĩ sao ra đồ cũng đẹp đó nè.
mà nó kiểu dạng thiếu 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 một chút khó chịu gớm. À, mình nhận đồ. Siêu phẩm đang ở đâu? Siêu phẩm đang ở đâu? Siêu phẩm đang ở đâu? Nhìn anh đánh mà còn ngứa tay à? Ok, hello Nam Bi em ơi. Ok em ơi, lâu rồi không thấy thằng em làm clip đánh lên bài bot cho anh em xem. Khán giả 18 đây, đúng rồi anh em. Trời ơi, bữa giờ khán giả thứ 8, 10 rồi, 5. Cái lương ương, lương ương. Vẫn đang có em bánh nha anh em. Full em bánh còn 10 phút là tại vì Khải cánh theo quản chính đó. Khải biết Khải canh giờ mà. Rồi, làm hết vô cho em. Kiếm gia truyền khán giả 20 rồi coi anh em. Trời ơi, full đồ luôn à. Canh giải. Khải tiếp tục này. 1, 2, 3, 4. Rồi, giờ bói ngày tính sau. Đó, mọi công việc đợi nó làm sao làm. Mình diễn bói ngày tính sau. Diễn bói ngày tính sau rồi anh em. Đây, hàng về, hàng về. Anh em chúng ta cùng bói đồ. Và món nào cùi Khả sẽ bỏ vào cái thành hủy này mà Khả lấy hiền tinh. Dây chuyền, xì đa, đem dòng. Dây chuyền, xì đa, đem dòng. Mình bánh ba, trời ơi. Có thể là gần phun xích được bánh rồi anh em. Đậu xanh. Mình ba cho chuyền rồi em. Trời ơi, khán lô 23, 21 nè. Ngon, ngon, ngon. Ok, vô cái này kìa nè. Một viên hiền tinh nè. Tiếp tục nè. Giá chuyền mấy 10. Dạ, dạ, khán lô 16. Khán binh 13, 50. Khán lô 24, ok cho xe. Nhận khán lô 10. Nhận lô 18. Trời ơi, 120, sốt luôn. Tiếp tục. Tiếp tục anh em. 13, 30. Khán giả 20 là bỏ nhảy cho con đi chơi 1, 6 liền. 20, 40. Trời ơi, cái ngọc bòi chứ vậy. Ngọc bòi nữ không ai thì mình xài luôn nè. Áo. Nó 16. Nó 13. Trời. Nó 16, 13 số anh em. Tiếp tục. Còn gì nữa không? Dây chuyền 19, 30. Nó 13 sinh lực cao. Nó 11. Nó 24, nó 10, nó 18, 120. Trời ơi, nó 11. Được đúng một cái gia truyền mình bánh 3 rồi nè em ơi. Rồi xong, tiếp tục. Ba cái này thì bước đổi cho xe, xe nào xài xe này. Bánh 24, 13 sinh lực cao. Nó 18, nó 21, mày bánh 3. Trong hiện tại server này mình bánh 3 là hàng hàng cao rồi nha anh em. Bánh 3 là hàng hot rồi đấy. Rồi nhiệt độ ngay. Rồi nhiệt độ ngay. Ok. Còn con hợp kim tí lên sau anh em. Tiếp tục. Đó. Cứ đỡ đường môn nó xử rồi. Đường môn đã đánh từ 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 cùng chết rồi. Tiếp tục anh em. 5-6 cái chuyện kiếm cái chuyện khác cả coi. 19-30 cái nãy. 520 xong pháp. Mình thua. 520 sinh lực. Trời ơi, 120 nữa, toàn làm 120 không. 120 nè. Vô shop cho đó làm gì giờ. 120 nè. Trời ơi, ba cái như nhau. Tiếp tục. Lại 120 nữa. Vãi thiệt. Lại 120 nữa. Vãi vậy. Rồi xong luôn. Nhẫn luôn. Nhẫn luôn. Nhẫn luôn. Trời, cái này mà làm 140 cái nhẫn cũng được rồi nè em. Trời ơi, cái gia truyền này shop cho làm gì giờ. Nhẫn tâm pháp. Rồi còn shop rồi. Hết rồi. Sao không hết được. Còn rác thôi nè em ơi. 120. 120. Còn rác rồi. Trời, cái này mà gì cái nhẫn là đẹp luôn em ơi. Nhẫn mới có giá. Giá chuyện không ai xài luôn. Lôi. Lôi 18. Rồi cái lôi 11 vô shop đi. Lôi 11 phèn lắm rồi em ơi. Thằng này ai xài cái lôi 11 nữa. Rồi xong. Có được bao nhiêu hiền tinh nữa này. Nãy hiền tinh khá nhiều nè. Đây. Được thêm 7 viên tinh 1 này. 3 viên hiền tinh 2 này. Rồi 3 viên tình 3 ngon. Có hiền tình nếp đồ này em ơi. Có hiền tình nếp đồ rồi. Rồi tiếp tục.
Còn 4 con nữa nè. Cố gắng kiếm cái chuyện kháng cả 20 mà chua quá. Hello này mới vô nha, hello Nam. Trời ơi. Rồi giao dịch con nhà mì giữ mấy cái đồ ạ. Khó chặt rương bói đồ cho sướng rồi nè. Tại vì mấy món đồ này xe có thể sai được á. Trong bang có thể sai được á. Mình có thể bước lên trong bang cho cái chuyện này. Chuyện món ba này. Trời cái này nhắn là có tiền. Cái này quá nhắn là có tiền rồi nè. 140 rồi. Dây chuyền sao không ai xài chứ. Mỗi 20 sao được cao. 20-40 thổ rồi chứ. Dây chuyền cho xe nào nghe mi mang được. Anh em đang xem sang lần bài boss bắt 34 này. Đó là Khải một like chia sẻ chơi nha nè. 4 con này. Ủa hết tiền rồi. Đây lầm tiền thêm rồi. Đâu gần ngầu ngầu chứ có khi nào quất hết nguyên rương luôn nè. Ngầu ngầu khi nào quất nguyên rương luôn nè. Còn cả đống này nè. Anh này. Đó. Ghiền có thể quất nguyên rương luôn quá. Anh em muốn quất nguyên rương luôn thì like chia sẻ mạnh anh em. Khải quất hết nguyên rương luôn nhanh nha rồi. Rồi chúc mừng nhiệt độ. Rồi, chuẩn bị lên đồ. 5 con đó nè mà. Ra nào. Này like tới tối luôn à anh. Đo Thành Nguyễn anh like sang lần bài boss xong. Chắc anh ộp một giấc rồi, anh ngủ một giấc tối mới like lại chứ. Sô đồ đông mạch. Ok anh em, sô đồ đông mạch. Đây. 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 Quất luôn phím 1. Ok anh em bơi ơi, quất luôn nha anh em. Quất hết lưng rè luôn nha anh em. Cái đào mới phát sáng rồi nè. Đào này mới phát sáng này. Đúng rồi, cho hết luôn tối quốc quốc đại. Ok anh Hải Ngô ơi. Ok, chuẩn men luôn. Quốc hết luôn tối quốc quốc đại nè em ơi. Quốc đại còn gần 20 con lận. Ok anh Phone Mini ơi. Ok Chunata luôn. Hôm nào em đánh cho em mừng set may mắn nha. em cứ mua đi vô anh đánh giùm cho. Set may mắn này anh vừa đấu giá xong đó em. Hơn 3 triệu ấy. Khi nào đào, em vô server đây anh đánh, anh phụ đánh giùm cho, anh lóc ảo đánh giùm cho. Ok cho anh ơi. Rồi kẹt gấp nữa rồi. Ô xanh còn hai con cuối này. Một khi hai con cuối nó kẹt gấp khó chịu lắm luôn nè. Cứ nó chạy qua nó chạy lại nè. Là nó bị kẹt gấp. Còn 2 phút nữa. Ăn hết hai con này nữa. Bắt đầu là cắn miền bánh mới rồi nè. Ăn hết hai con này nữa. Cắn miền bánh mới nè. Còn 2 phút thôi. Lụm này. Có một nhẫn, một dây chuyền này. Còn khoảng tầm 30 con nữa nè em ơi. Tầm hai mấy 30 con nữa. Hiện tại Khải đang xem xét động sắt nha em. Đây. Xét động sắt nó 1 server nha em. 31%, 34%. Nhận may mắn 25. Nhận may mắn 3. Ngọc bội may mắn 3. Dây gì may mắn 3 đó. Nói chung cái nhận này đang nô 1 server luôn nè. Khải xem chủ yếu hồi xưa Khải đấu giá, Khải chủ đạo lái xét ăn bang. Mà lái không được nên là Khải lật ngược vậy là Khải lái cái top 3. Khải lái cái nhẫn này thôi. Ok anh em luôn. Em đừng động.
Hát mà Kim nó chạy lon ton, khó chịu gơ luôn. Do Hồ Kim là khó đánh nhất nè. Nói chung là em có cứ có trải nghiệm mà vô đây anh hỗ trợ cho, lấy mà đánh thôi. Trời ơi, nó dính góc đánh không trúng anh em à. Thằng quý này đứng kiểu là kỳ vậy ta. Phụ nó mấy đam rồi. Trời lên đam luôn kìa. Mấy chục ca kìa nè. Không đánh trúng mới đâu chứ. À đánh tao đây. Đúng rồi, đánh tao đây đỡ được một đánh mày. Đánh tao đây đỡ được một đánh mày. Đúng rồi. Đúng không, kết thúc nó. Làm gia truyền kháng cả 20 hồi kiếm nào. Giờ xưa giờ xe bờ này chưa có một cái gia truyền nào mà nô 1 20 nữa nè. Chưa có luôn. Có một gia 19 hồi thổ của anh Phong Cà anh mua từ đầu đến giờ đã xong rồi. Rồi, về bối đồ. Trời này đánh hơn 1 tiếng rồi em ơi. Vẫn chưa có cái nào gọi là siêu phẩm luôn. Toàn những mấy cái món đồ bình bình thôi nè. Khui này. Sức mạnh xấu rồi cho vào luôn. Trời ơi, xấu dòng 540. Trời, bao nhiêu chuyện 540 đầy luôn nè. Ấn hỏ. Toàn toàn đồ rác thôi em ơi. Trời ơi, sinh lực cao này nọ. Toàn rác thôi. Rồi tiếp tục. Cứ xem đến đâu, bói đến đâu, ép đến đó nè. Ngọc bội sinh lực cao, không có gì luôn. Đúng rồi, nhận nói em kích hết đồ mà. Trời ơi, gia truyền này nè. Trời ơi, đồ đẹp gơ luôn nè. Mà không kháng tất cả. Trời ơi, sinh lực nè. Đúng đồ siêu phẩm. Bằng đồ đẹp, nó ra toàn đồ đẹp không nè. Nhận 120. Trời ơi, nhận sốt luôn. Nhận 120. Xong 240 trời. Sinh lực một lực nè. Cái này được nè. Trời ơi, gia truyền 140. Trời ơi, 17-30. 14-40. Trời ơi là trời. Đù. Khó gơ nha. Trời đánh được mày boss đã mất mớ tiền rồi em ơi. Mày chưa ra được siêu phẩm. Tổng đồ lương ương thôi nè. Tổng đồ lương ương không. Tầm 20 sốt chứ làm gì. Trời 14-40. 30 sinh lực cao, thân pháp. Trời ơi, đồ ra khá đẹp luôn nè. Mà còn dùng gì đâu không à. Thôi mấy cái này cho xe thôi, biết sao giờ. Nè. Trời ơi là trời. Nè, đó, 6 dòng đẹp chưa. Thân pháp 530 sinh lực nỗ lực cao. Đây nữa 14-40. Bằng set định quốc thì mày ra. Cái này cũng vậy, 13-30 40. Mày cái gia truyền mất. Rồi ok, tiếp tục. Rồi, cái này phải ra đánh tiếp rồi em ơi. Đánh cái nào ra siêu phẩm thôi. 20 con nữa. Có ông tu nào từ cánh lách phi tốc lên bài không? Có nha anh ơi, có nha anh ơi. Anh em donate khai mua lên bài bot đi. Nhận đó có hết đồ luôn hả? Đúng rồi anh Phát Lô ơi, nhận mình bánh 25 là kết hết đồ luôn nha. Rồi tiếp tục giao dịch ngay. Thằng đánh bắt này là bắt 40 rồi nè. Nói chung là hên xui cả nè. Chứ đỡ mà này nọ cũng khó. Anh Stein Santama nè, xem cái 7 con này cũng ra được gia truyền. Đó. Mình gặp 100 con này mình chưa có gia truyền kháng cả nào trên 10 luôn. Bởi thiệt, nãy ra gia truyền kháng cả anh em hợp kim nữ mới đâu chứ. Rồi hợp kim này chắc phải cho Thúy Yên phụ đam thôi. Thúy Yên thì trừ khi nào mà phụ đam hở kim thì Thúy Yên mới đam thôi nè. Tại vì Thúy Yên đam mấy người kia chết nhanh lắm. Không ngừng đam kịp. Nên là Khải đa số là cho đường môn nó đam thôi. Còn ví dụ hở kim thì Khải mới bắt đầu cho con Thúy Yên nó đam phụ thôi. Còn tí máu đồng đầu là Khải ngừng. Anh em bánh rồi anh em. Anh em bánh rồi. Đá nhỏ gơ gốm. Thôi ngừng đam. Máu đỏ rồi. Kiếm gia truyền kháng cả kim rồi. Thổi thì cũng được. Trời hai người kim nữa kìa. Góc khó chịu quá nè em ơi.
Má, cái đứng cái góc này khó đánh vào đấy. Hello anh em mới vô nha, chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi. Khải mà đỏ thì sập server, đúng rồi chứng Lê ơi. Khải mà đỏ là anh em lại bảo anh đồ tuồng đồ này nọ mệt lắm. Nói chung là hên xui cả anh em. Má, chưa bao giờ mình sang được gia chiên nào kháng cả 19-20 luôn nè. Cảm giác chưa bao giờ luôn nè. Sang lần này là bắt 40 rồi anh em đủ hiểu rồi. Chưa bao giờ nào có cảm giác mà gọi là sung sướng tột đỉnh đỡ cái sang boss này. Có cái cảm giác để mình cố gắng mình sang thêm nữa. Đa số Khải sang thêm, Khải sang tầm chục lương đến 15 lương là Khải muốn chán rồi nè mà. Mỗi server còn 15 đến 20 lương là chả có gì Khải muốn chán rồi. Này chưa có gì luôn. Ơi à, nhiệt đồ gia chuyện không có chuyện luôn. Không có chuyện luôn. Con này có chuyện không? Chắc chưa được móc may mắn hả? Hên xui à. Tại vì anh xài tới mà anh có mang may mắn bao nhiêu đâu mà bắn ra đồ nữa nè. Chung là nó không hên xui nhân phẩm một phần. Còn cái móc may mắn thì cũng chưa rõ. Tại vì Hải đang mang móc 34 rồi ít đâu. Cao nhất server rồi. Mà nó không ra đó nè. Chứ nó ra thì mình lại ngon. Mình có ít đồng rồi. Có đồ mình mặc rồi. Nãy chưa bằng có siêu phẩm, chưa có siêu phẩm nào luôn nè. Chỉ mong ra cho chuyện kháng cả này nọ. Trời ơi, toàn ngọc bội không. Thôi, không có siêu phẩm rồi. Kiếm gia truyền mà nó ra toàn ngọc bội này nọ thôi em ơi. Ngọc bội gia truyền. Thôi, giờ tiếp tục vô hiện tinh tiếp. Tiếp tục hiện tinh tiếp thôi. Cánh cái này nó hết rồi. Đừng có thằng ngõ đi. Chặt chỗ rồi. Tại đang thiếu điểm tống kim mà mua không ai bán nè. Anh em ai có điểm tống kim không bán cho 10k. Mua quân huy với. Thiếu cái quân huy nữa anh em ơi. Nãy giờ sang gần 20 con thiếu quân huy. Khó chịu vãi. Trời ơi nhận xấu dòng nè anh em. Không có chón không có ngõ. Ui, trời ơi xì đa quá. Đợt em cao lắm là 12 14 đúng rồi 19. Rồi khẳng đôi 8 số. Dây chuyền kim sốt thanh lôi sốt một cái sốt một viên tinh ba hợp lý luôn. Ba có viên tinh ép đồ thanh lôi 25 mày bắn 2 trời ơi là trời mày bắn 2 anh em khắc độc 8 sức mạnh sốt luôn sốt luôn tinh 2 à tinh 1. Sáng nay chủ yếu kiếm hình tinh để đập đồ nè. Phấn lôi sức mạnh. Trời ơi sức mạnh nữa. Sức mạnh 2. Đây sinh lực. Nội lực cái này ngon á. Cho nên 3 ngon này. Sức mạnh 14. Phấn lôi 25. Trời ơi toàn rác quá rác thôi. Thằng pháp xấu. Bỏ thằng pháp xấu rồi để dùng khác thôi. Thằng nó có đỏ không. Ôi dân tinh 3 luôn. Ai, nhẫn kim ngon này. Sinh lực 139 luôn em, nội lực 151, nhẫn kim ngon. Không có kháng hơi tiếc rồi. Mà cái này lấy sinh lực cho giờ đang được. Kháng ngộ 19. Này sinh lực lực cao này. Này sức mạnh này. Này kháng ngộ chó. Sức mạnh 14 này ngày có rồi, vô shop luôn đi. Chặt gương đây. Vô shop. Vô shop. Tinh 1 rồi. Rồi ok. Tiếp tục. Không có điểm tống kim nè. Mình thằng hình tinh 3 này. Đó có hình tinh ép đô. Đó. Rồi tiếp tục. Mua quân huy nữa nè. Mà không ai bán nè. Xin đồ C. Tí có chăng rất cấp 10 Sida đổi pháp. À, tiếp tục anh em ơi. Đang giật cho xe nè. Đang đánh ngon thì hết bot nè. Đây. Đây người được gì đây. 1, 2, 4 ô. 1 2 3 hết chỗ chứa rồi nè mà. Rồi được 4 ô thôi. Rồi tiếp tục thả bớt. Ra rửa chim rồi đi khui vậy.
Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục bốn con tiếp theo. Trời ơi, trời ơi, nó quýnh ngày 10 thốn rồi. Dứt nó. Thiếu niên phụ đam cái anh em ơi. Đây, lụm đô. Ngừng đam rồi đó nè. Cố gắng tìm giai kháng cáo này nọ cho nó sung sức coi. Mình vẫn chưa ra nè. Đó, đồ đạc rớt nè. Thủy nè, kiếm nhẫn chón kháng họ 40 coi. Chón kháng họ 40 coi. Rồi, ok. Có thể là full đồ rồi. Cái một hương nam. Bảy mà. Tóc bảy trắng, bảy trắng như mày. Nào đang kia chơi, đây. Đi chơi. Ai bỏ đồ. Ba một phút, một phút nữa ba. Ba bật điện, ba bật điện lên ba trong chơi, cho máy tính được không? Ừ, đó bật điện rồi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục. Khui đồ. Tiếp tục khui đồ. Tìm nhân phẩm trò cho tên này có 2 giây chuyện, 3 chuyện mà ta. Thắng nữa, không bên 15. Vô. Không bên nữa. Má tôi chuyện không bên không. Rồi, vô luôn. Một hình tinh. Dây chuyền thủy vô luôn. Trời, dây chuyền thủy xấu dòng vô luôn. Ngọc bồ thủy xấu dòng luôn. Trời ơi, toàn như đâu không. Trời, kháng hộ cao. Không bênh. Không bênh. Toàn ba kháng bênh không. Này, sốt vô sốt hết. Linh ba. Vô sốt rồi em ơi. Kháng hộ 17. Không bênh. Không bênh 23-30. Mấy cái kháng bênh này vứt này mà nghe mì. Trá sẵn không bênh. Xe bò trá sẵn không bênh. Độc bộ này. Rồi vứt luôn. Sinh lực, nỗ lực. Trời, sinh tồn sinh lực, nỗ lực cao không ấy chứ. Biết đâu. Tình mới. Nhưng tình 3 thôi. Rồi tiếp tục. Ngọc bội kháng hỏa 19 bỏ luôn nè. Nhận kháng bánh 25. Trời ơi. Chón 20, 40, 20, 5, 5 điểm rồi nè. Vãi liền. Trời ơi nhận. Kháng bánh 11. Kháng bánh 15. Kháng bánh 3. Kháng bánh 13. Kháng bánh 25. Trời ơi, 2 cái nhận kháng bánh 25. Vãi chưa. 2 nhận kháng bánh 25 rồi nè em ơi. Trời ơi, 3 ngọc bội này vứt cho nó làm gì trời. Hai nhận kháng bánh 25 không có thời gian đọc. Ủa sao nó bị đơ ra ngoài đấy. Hai nhận kháng bánh 25. Từ từ là cái nghiệp bội kháng 1 ở dòng 1 này có thể có người xài này. Đi năm hành vũ khí thủy có thể xài này. Số không, không có kháng cả nè em xem cái chuyện này. Trời ơi chuyện đẹp gơ luôn. Không kháng cả. Đâu đâu thiên đâu có đám nào kết thúc. Thiên Khải đứng nhìn mà kết thúc gì Vinh Thái. Thiên bốt gần chết là đã ngừng đam rồi. Ngừng đam tất đam rồi. Tất đồ sát là nó đã tất lùng đam rồi. Điện tinh 2 tiếp tục. Kháng hỏa 13 vô luôn. Trời ơi. Không bênh nè. Chúng độc sinh lực cao. Không bênh 15-20. Không bênh 25. Trời ơi, chống 20-40. 13. Trời rác thôi nè em ơi. 520 triệu. Rồi. Có niềm tin đấy. Tiếp tục tuần mới. Lỡ rồi anh em ơi, sang hết luôn, không có ngại. Kháng bánh 25 này, đó. Nhận bánh 25 này ngon chưa? Đó. Rồi, nhận bánh 15 20. Này cũng si đa quá.
này cũng đa quá. Bánh hành lem ở đây, hai nhà cái bánh hành lem đẹp chưa? Đẹp không? Trời ơi, thiếu thời gian cũng đọc. Thời gian cũng đọc nè. Cái bánh giống đọc nè, 23-30 nè. Đó, hai cái 19 nè, 9 cái ngõ nè. Sinh lực nỗ lực cao cho đường bộ, cho giò đan nè. Ok. Rồi, gần gom gom dư được 3 trang sức ngon ngon nữa nè. 3 trang sức, 3 rương trang sức ngon ngon vậy. Ép một mớ trang sức rồi, còn dư thêm 3 rương trang sức nữa. Nên thấy gơi gốm chưa? Dễ con. Rồi tiếp tục này. 1, 2, 3, 4, quốc hết luôn nè mày. Rồi có 2 hồi kim phở hở phụng. Kim phụng á này. Nguyên phụng á nè. Hai người họ. À, vô cái đèn. À, vô cái đèn. Đúng rồi. À, đường đi. Sáng đây. Khấn hỏi, khấn hỏi không bay được rồi. À, khấn hỏi nhầm. À, khấn hỏi này mà. Trời ơi, cả nhìn nhầm khấn bay nè. Khấn hỏi đúng rồi. Ngon. Trời ơi, chính xài luôn. Trời ơi. Nhầm. Ngon quá nè em ơi. Trời ơi, nãy tưởng khấn bay nè em. Quá đẹp luôn. Trời ok, giao dịch lại xài luôn nè em ơi. Chính xài luôn, hợp lý. Trời ơi, nhìn do nhiều khấn bay quá. Mình cứ tưởng khấn bay nè em. Đủ lú luôn nè em. Xanh nhiều quá, lú luôn nè em. Trời ơi, sân nhiều con thành lú luôn nè. Đây, trời ơi, nhận khăn băng dòng 1, quá tuyệt vời luôn. Tụi khăn băng nè em. Đây, trời ơi, quá đẹp. Ngáo rồi, trời ơi. Mình cứ tưởng khăn băng nè em, trời cái này thêm khăn, thêm chót nữa. Đẹp luôn, nó 1 luôn nè em, trời ơi trời. Đây nè. Rồi, khả mang luôn nha nè em, trời ơi, quá đẹp. Đang mang nhận khá xì đa 21 rồi nè. Đó. Rồi, vô. Quá bình luôn. Thiếu cái chón thôi nè, thiếu cái đó có chón thêm 2 chón 20 nữa, nô đẹp luôn rồi. 20-40 là đẹp luôn, tại vì server kéo xe nè. Chỉ cần 20-30 là cũng có thể kích chón được lên 80 rồi. Rồi, lùm đồ. Quá ngon. Đúng rồi. Anh em cứ nghĩ đây, đồ xanh nãy giờ gần một rương lử lên lại boss rồi, anh em thấy không? Mà không lú sao được, đúng chưa? Sao mà không lú được? Rồi, chuẩn bị nhiệt độ. Tại mấy mấy khai con 14%, 14 phút, 14 phút nữa. 3, 11 con được 3 món kia lời. Đúng rồi, lời. Lâm độ. Quái cha, hai cái nhẫn nè, hai cái nhẫn hỏi nha nè. Rồi hỏi thì những bông ra nhẫn. Đồ 1 như chìm, 1 như mỗi. Rồi hồi kim. Kim. Rồi hồi thiên phụ xíu. Cho tiên phụ xíu nha mọi, họ kiếm đánh lâu lắm. Đó, tiên phụ ra rồi. Tiên phụ mấy rồi. Ok. Rồi, phụ nó xong rồi ấy. Lâm đô. Nói chung con boss này đa số là trang sức rồi nha nè. Đa số là trang sức cấp 10 nha nè. Nên là đợi đi ép hình tinh nhiều được nè. Xe bộ này hiện tại bây giờ nó ra boss đài, boss đặc biệt là nhiều, nên là hình tinh cũng khá là nhiều. Để cho ra ép đồ cũng như là ép hồng kim môn phái nè. Đã ra đồ phổ hồng kim môn phái rồi. Độ kẹt gấp nữa đâu. Kẹt gấp nữa đâu. Đúng con này chết đấy. Rồi, đúng rồi. Hai hồi kim anh em ơi, kiếm cái gì kháng cả kim nào. Nãy giờ vẫn chưa ra gì kháng cả nào. Trời, kẹt gấp nữa anh em ơi. Má con quỷ này. Hai hồi kim đánh đã lâu, kẹt gấp nữa. Đúng rồi, quá pin luôn anh em ơi. Cái đó thêm chóng 30-20 nữa. Trời, theo xe khỏi chơi. Ui, cái gì mà con kim đúng một cái nhẫn hồi kim vậy. Phái liền. Con kim vừa rồi chết đúng một nhẫn hồi kim luôn nè. Trong này khai thả tiếp đây thả đánh rồi. Đúng một nhẫn hồi kim. Phái thiệt. Chết hồng kim này anh cá nè.
đúng là kim đúng lâu quá. Anh em đang xem bắt 40 xem đường bài bot này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like và chia sẻ video cho nha anh em ơi. À, Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Nói chung là một lần này Khải xem một rương rưỡi và 100 con thì nó tương đương là Khải bay khoảng gần 2 triệu anh em, khoảng gần 2 triệu vì em động anh em không biết đâu mọi người. Chủ yếu anh em xem thấy ok thì cho Khải một like chia sẻ cho nha. Cái tiền vàng này nó gần 2 triệu vì em động anh em, gần 30 kim ấy. Chuyển đồ may mắn cho Thúy Yên luôn. Đâu được tấn lọc vỏ. Cái chuyển đồ may mắn sao được? Cái nhẫn này Thúy Yên sao mang được mà đòi chuyển cho Thúy Yên? Chuyển kiểu gì? Nhẫn này Thúy Yên sao kích được mà đòi chuyển Thúy Yên? Cái nhẫn họ này chỉ có đường môn mới kích được thôi. Thật là nem độc. Sao mà chuyển Thúy Yên được? Chuyển Thúy Yên còn 9% sao mà đánh? Hiện tại Thúy Yên này, Thúy Yên đã có set 12 rồi nè, đâu không có đâu. Đây. Set 12 đây anh em. Đó. Set này chỉ may mắn 3 là cao rồi anh em ơi. May mắn cao nhất khoảng là 34 thôi. Hiện tại 4 điểm trên đầu ngón tay nha anh em. Đó, chỉ có 34 thôi. Còn cái Khải cái nhẫn 25 đó là Khải nô 1 anh em. Vẫn chưa ra siêu phẩm thì không biết nô 1 kiểu gì đây. Vẫn chưa ra siêu phẩm. Nhỏ thiệt sự. Muốn cho nó ra này nữa. Mình muốn cho nó ra nó muốn mình đỡ mình đường bộ nó cứu nè. Bộ ra đây. Đây đây. Người kia vào đây. Ở đây đây. Ở đây. Đúng rồi, đường bộ xấy này. Bộ xấy này còn chạy. Đó, kéo nó ra đường bộ xấy kết thúc này. Kiếm cái gì kháng cả kia ông ơi. Rồi còn tí máu không chết luôn rồi nè. Đúng rồi, xấy nó, xấy nó, xấy nó. Dừng kháng cả kiếm xấy nó. Lên đạp, lên đạp. Lên đạp, lên đạp. Đúng rồi, làm gia truyền kháng cả kiếm. Đó, có một gia truyền anh em. Rồi tiếp tục thả ngay lên bói tiếp. Rồi. Rồi đó cho nó đánh. Mình đi đi về bói đồ. Đi bói đồ nè. Đây. Hiện tại có một viên hồi kim. Khải nhỏ cái tên đi cùng 5 tháng. Thiệt luôn em, đồ ông kia cũng đánh có 7 con ra gia truyền kháng cả 12 rồi. Thổ luôn, ngon lành cành đào luôn. Má mà đánh gần cả 100 con rồi. Trời ơi, gia truyền làm chạm 40. Sao không phải nhẫn như một cái. Gia truyền mà ra làm chạm 40 thấy đâu rồi, đâu đớn rồi. Trời ơi, gia truyền kháng không có kháng cả. Sức mạnh 15. Thôi xong. 3 gia truyền không có kháng cả nè em ơi. Nhẫn ngọc bội 520 vô shop luôn cho nó lành. Ngọc bội thắng độc 25, 24. Trời ơi, hơi vô. Vô for cho nó lành. Tiếp tục. Tiếp tục. Nhận thắng bình 20 bằng shop đi. Này shop luôn. Ôi, lại tiếp tục cái kháng hỏi 21. Trời ơi. Làm 120. 3 cái nhẫn vô luôn. Xin đà. Tiếp tục. Nhẫn 120. Bỏ vô luôn. Thắng độc 24. Độ sinh lực lực là thấp quá. Sức mạnh 7. Không có gì. Vô. Thôi tổng ra. Con nào đánh cho nó thả hả? Con nào thả cho được anh em. Chủ yếu là người kết thúc vậy anh em. Con nào. Trời ơi, 50 con full nè. 50 cái hiện tinh 1 full nè. Được ngập bòi các độc 24. Nhận các ngọn 21 nữa nè. Sinh động lực nè. Giá trị sức mạnh 15 được kích đồ nè. Nhận khắc độc 24 dòng 1 nè. Rồi một giá trị 540. Trời. Rồi tiếp tục. Lệnh bot. Nóng gì? Quá nhỏ nè em ơi. Tối nay khoảng 7 giờ 15, 7 giờ 20 bắt đầu lên live tiếp nha em. Lái thêm tiền nữa. Hiện tại bây giờ còn hơn chục con. 400 vạn nữa. Wow. Sáng nãy giờ gần bay gần hơn 3 ca dạng rồi nè. Một con 30 dạng rồi nè. Bay gần 3 ca dạng nè. Rồi, tiếp tục. Ngừng cho con đường 4 kết. Ngừng cho đường 4 kết thúc. Để nó kết thúc hỏa trước này. Hỏa mộc hai con sắp chết nè. Hỏa mộc thủy. Đúng rồi, nhẫn này phải mua, phải lấy hỏa chỉ có hỏa mộc kết được thôi nè. Chỉ có đường môn thôi. Như dịch nó bắt đồ rồi, nó chập luôn. Để tới như nè, dịch đồ qua nè. Một giờ chiều. Bỏ mấy cái đồ cũ qua nè. Và
Ôi, một con nhận mới 2320 rồi, trời ơi 2320 cũng được, mà sinh lực thấp quá. Nhận mới nè em ơi, một nhận mới mới ra 2320. Ở cái này bớt cái một nhận mới nè em ơi. Ok, một nhận mới nè em. Đây, trời ơi, khoảng 23. Trời ơi, khoảng 23 chó 20 anh em, đồ này chó 40 có tiền luôn anh em. Đúng rồi, nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá, giờ không biết đi đâu mà nhìn luôn anh em. Thiệt anh em, xanh độ gần cả rương rưỡi lú luôn anh em à. Trời ơi, cái này chó 40 là vô tiền luôn anh em. Trời ơi, 23, 20 cũng được. Nếu mà đỡ mang thì vẫn kích được anh em. Vẫn kích được hiệu ứng chó lên 80 nếu có 20 thêm sâu. Trời ơi. Từ từ, mấy con kia từ từ bó cho anh em. Từ bó tiếp nha anh em. Trời ơi, chém ra siêu phẩm rồi anh em ơi. Xém ra siêu phẩm rồi anh em ơi. Lú rồi anh em à. Rồi, 2 cho chiền, 3 cho chiền, 4 cho chiền rồi. Rồi, đủ con kỳ nó kẹt gấp nữa đây. Có một hợp kim, 2 con hợp kim. Đâu, đây, đây. 2 hợp kim làm kẹt gấp, 1 con hợp kim làm kẹt gấp rồi anh em ơi. Rồi, để cho nó xong con này. Hợp kim này khai cho con thiên nó phụ đai anh em. Cho nó xong rồi hỏi đi. Phút xong rồi hỏi đi đó. Còn một con hợp hỏi thôi. Hợp kim này khai cho đường thiên như phụ đai. Đó, họ kẹt gấp luôn rồi. Không ra nè em ơi. Là đây. Bùa nè. Bùa, đồng kẹt gấp luôn, không bùa được. Và đây. Rồi, chẳng gấp nữa. À, bùa vô. Vô bùa, vô bùa. Họ chết này. Họ kim kẹt gấp rồi. Rồi. Lụm họ cái nè. Họ còn tí máu mà chạy lung tung vậy. Góc này biết sao anh em, góc này chỉ có thiên mới đánh được tốt thôi. Còn đường môn thì nó chỉ cần kẹp vô cái giá tường đó là không lên đam rồi, nó mất đam rồi. Hỏ này, đậm hỏ này. Hỏ một dây chiền, ok, nó phụ đam con hợp kim cá nha anh em. Thay thêm 3 con nữa đi. 1, 2, 3. Cho nó đứt, cho nó đứt, vô buồn. Vô bộ rồi, giữ bó đồ nha anh em. Full đồ rồi. Tiếp tục. À, gia truyền nhiều, có gắn kiếm gia truyền kháng cả mà chua quá. Còn 4 phút là hết đi bán rồi anh em. Làm 130 thôi, vô shop luôn cho nó lành. Chón 30 vô shop luôn cho nó lành. Trời ơi, cái ngọc bội chón 40 anh em. À, cái này dòng chó này chuyển lên cái nhẫn này đẹp luôn anh em. Trời ơi, tiếc rồi quá. Dòng chó này chuyển lên cái nhẫn là no 1 server luôn anh em. Rồi chịu rồi. 120 rồi, shop. Tiếp tục. Giá trị thần pháp 5, vô. Làm 120, vô. Làm 120, vô luôn. Còn rắc. Tiếp tục. Làm 120, vô luôn. 20 nữa. Trời ơi. Tao làm 120 thôi, cho cái này làm 140 là tiền luôn anh em. Đẹp luôn, sinh lực đẹp luôn anh em ơi, 120 tiếc quá. Sinh lực 100 luôn ít đâu. 120 vô shop. Nhận 520 vô shop. Rồi, giá trị 120 vô shop. Bán này shop anh em ơi. Rồi, ra tiếp tục nhận đồ. 120 này. Chón thắng hỏ này. Thân 3 này. Thân 1 này. 120 tới vô shop này. Trời, cái ngọc bội trong 40. Quá đáng tiếc. Ok, tiếp tục là nhận đồ. Còn khoảng hơn chục con anh em ơi. Không biết siêu phẩm có hay không đây mà bay một rương rưới anh em. Bay một rương rưới rồi mọi người. Lượm đồ này. Hồ hỏ này cũng mới hồ hỏ trước rồi. Tại khả năng đánh đường môn á, thí dụ không đánh em ơi. Thí dụ thấy đánh vào sợ nó giật đam nó giành mấy bánh của thí dụ. Họ chết trước nè. Họ nè. Còn hai con họ. Một con kim, chết, con kim sống dài vậy đấy. Kim từ đầu giờ nãy vẫn chưa chết nè, để lấy thí dụ quốc cho nó chết mà được. Đứng nãy giờ nó ám quá. Họ nè. Hai con họ chết này, thầy quốc con kim nè. Đánh thủy quốc kiếm ra chết rồi. Hello anh em mới vô nha, anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ video, khả một like chia sẻ cho anh em.
bắt này thì bắt 40 khả sinh lần bài bot rồi, một rương rưỡi nè, chung là tổng chi phí ở video này gần 2 triệu đó, mọi người. Anh em xem và ủng hộ Khải một like chia sẻ cho Khải, cảm ơn anh em nhiều nha. Nói chung anh em cứ ủng hộ Khải sẽ cố gắng đầu tư sang cho anh em xem. Lâu lâu thì nó cũng lú lú một tí em, tại vì nó thiệt là một mình Khải sang anh em, không ai phụ á, nhật độ và cả con thứ yên phụ này nọ, cả một mình Khải set up hết một cái bài đánh này nữa nè. Một khi nhật độ có những món mà Khải hơi bối lại rồi á, anh em thông cảm. Rồi dứt hồ kim trước đã, quên quýt rồi thò trước rồi, một đam hai đam rồi chết là họ rồi. Chạy qua cứ nó chạy qua chạy lại cái góc này chỉ có thiếu yên đánh là tốt rồi. Rồi đủ xanh quân rương chưa, ok em hồi kim này Khải dứt luôn em ơi, còn 22 da dứt luôn, đâm nhanh luôn anh em may mắn mới, còn 10 con sẽ anh may mắn mới rồi nè, 10 con sẽ anh may mắn mới này, 14 da dứt chết luôn đó, lẹ thiếu yên dứt chết không được, ai dứt chết không được. Hello Tài Ngô nha, hello anh em. 7 giây mới kiểu này. Đam luôn, phụ đam luôn, không kịp rồi. Hết may mắn rồi. Quốc lại luôn em ơi, hết may mắn. Hết may mắn rồi, còn là Thiên Sơn. À lỡ cánh mình quá tưởng hết luôn rồi. Giờ mua quên quá tưởng rồi nó rồi. Đó, cánh đại cũng quá tưởng rồi, lỡ đâu ra siêu phẩm sao? À đâu? Không đổi luôn hả? À? Ai nhặt rồi? Ok được, hãy bỏ đồ em ơi, trên này nhặt hết rồi, Echelon nhặt hết rồi. Xe bên này mỗi lần inbox mình khoảng 2 triệu không nhỉ? Không, Duy Tân Nguyễn ơi. Xe bên này mỗi lần inbox mình khoảng tầm 1 triệu quay đầu thôi, cả Evan tiền vàng, Evan tiền xu nha. Khoảng 1 triệu quay đầu nha Duy Tân Nguyễn ơi. Chưa nói ăn được vật phẩm này nọ thì anh em có thể bán lại thì cao lắm là anh em chỉ tốn khoảng tầm 500k thôi nè. Đúng rồi, nhắn 140 chưa có nè. 20 lúc nãy nè. Gia truyền sốt nè. Sốt nè. Làm 120 nữa nè. Trời. Kim tiếng nhạc nhỏ. 120. Ủa ông này ông quanh mình dưới đất nè. À có một gia truyền làm thân pháp 19 là kích đồ. Rồi xong. Làm 130. Thân pháp 19 kích đồ. 120. 130. Thân pháp 12. Trời ơi, toàn làm chậm thôi anh em ơi. Chậm cái 20 không mà mấy cái gia truyền làm chậm vứt nè. Làm chậm chỉ ví dụ vô cái nhẫn làm chậm 40 được. Wow, nhẫn rác luôn. Ngọc bồi làm chậm 20 shop luôn. Làm chậm 30. Các độc 17 nội lực shop luôn. Thôi, rác thôi, toàn rác anh em ơi. 1 6 x 1 1 x mấy này. Được 6 x 1 này. 1 x 3. Ok, ngon lành. Rồi, lại tiếp tục bằng này sẽ tiếp tiếp shot luôn. Khải đổi máy bắn nha anh em. Khải đợi đổi máy bắn tiếp tục 10 con cuối. Rồi, đổi máy bắn xong tiếp tục anh em ơi. Còn 10 con cuối cùng. Dứt điểm được siêu phẩm hay không biết được anh em ơi. Giờ chưa biết được. Được. Nó ra đồ cũng đẹp nhưng mà kháng cũng cao nhưng mà nó mất đi hiệu ứng chón hoặc là chậm này nó khá là tiếc nè. Rồi, thí dân ngừng đam. Nhưng đọc phụ đam tí nè. Nhưng đọc phụ đam tí nè. Rồi, nhưng đọc ngừng đam nè. Anh may mắn nè. Anh may mắn nè. 1, 2. Rồi. Lượm đồ. Thủy nè, biết cái siêu phẩm hay không nè. Siêu phẩm nào. Có một con thủy nè, hai, một con thủy. Một thổ, một mộc. Cố gắng tìm siêu phẩm nè em ơi. Tuần này Adder sẽ cho được gia diện kháng cả 17. Trời ơi anh Văn Tướng Nguyễn ơi, cho gia truyền kháng cả nữa em mừng luôn á anh ơi. Nãy giờ úi chết rồi, quên bơ tơ rồi. Để tiếng này. Wow.
Chỗ này quên motor này tính ra may mắn đâu có thuộc về mấy con kia. Chết rồi. Phải rồi, quên motor tính ra không có may mắn, không có may mắn rồi. Nó lỡ dứt luôn nè, giờ xong dứt này đi. Dứt xong này Khả đi tìm lại may mắn khác, đi mua may mắn khác, đi đổi may mắn khác. Nhiều khi không may mắn nó lại ra đồ xịn thì sao nè, đúng không? Rồi đổi may mắn khác nè mày. Rồi đói mà quên butter, quên cánh anh em. Đã ngờ lại cánh ngắn mình nè. Áo vái. Cánh ngắn mình nè, áo thiệt sự. Rồi còn những ba con đó mình trải nghiệm. Đi lôi may mắn nè. Nè, không ai may mắn mà ra nè nè. Thấy chưa, chó 40 cái này mà kháng hỏi 25 nữa, bằng xác định quắc nữa khỏi chơi luôn. Tiếp tục. Thắng lôi. Thắng lôi được hai món. Tiếp tục đồ cái nhận kiếm, nhận trong 10 căn hộ ăn cái nè, căn hộ 3 dòng, nói chung là auto 3 dòng nè đó. Giờ ra siêu phẩm liền, căn hộ lo 25 không cắn miếng bánh cũng ra nè anh em, ai nói cũng ra. Trời ơi, đúng là xếp bánh hiệu quả quá. Đang được một cái ngọc bội khăn lôi 25 cho ngày 10 nha anh em. Ngon lành cành đào luôn. Một ngọc bội khăn lôi ngày 10 nha anh em. Đấy thấy chưa, đủ kháng tồn cao không chứ. 40, 12 sinh lực cao, đồ nội lực cao chứ. Làm 120 lúc nãy cũ rồi. Trời ơi thấy chưa, kháng hỏi 25 nữa. Không anh miếng bắn ra đồ xịn nhớ anh em. Trời đó, chống 11, 20 ra đồ không đủ cái chón đó mà đưa vô cái nhẫn này đẹp luôn nè. Nè chúng mình được một ít đồ ngon ấy. Rác nè. Rồi Lâm, rồi từ từ là lá đồ ạ. Lá đồ ạ. Không quên may mắn mà nó ra đồ cũng được á anh em. Rồi lên nhặt đồ này, cài dây chuyền. Dây chuyền ngọc bội các kiểu là điều lên lấy nè. Mới rớt thôi nè, mới rớt thôi. Lâm đồ. Bộp. Đó, tiếp tục bốn con cuối cùng rồi nè. Bốn con cùng nè. Bốn con này là có may mắn á. 1 2 3 4. Ba con vừa rồi có may mắn này, vừa test thử coi nè. Ba con vừa rồi có may mắn nè nè. Tiếp tục vô hiền tinh. Cái này cái cũ à. Thắng lôi, đại phun mắn này thắng lôi 4 cũ quá. Thông pháp. Đó, phun mắn xì đa vài đái luôn, hên xui nè. Trời ơi, gia truyền không có khác cả. 5 dòng, 6 dòng. Khăn lôi 10, sinh lực lực 530. Rồi, khăn lôi 29 nữa. Khăn lôi 20, nhắn là khăn lôi 20. Khăn lôi 10 shop nè. Khăn lôi 10 shop nè. Còn thiếu 10 vàng. Thiếu 10 vàng em ơi. Trời ơi, tính ra không có gì luôn em ơi. Cắn hỏ này, shop này. Cắn lôi shop này. Nhận cắn lôi 20 được này. Dây chuyền được này. Rồi, shop. Nói chung là những cái món đồ mà được xài được cho xe là Khá sẽ đỡ lại cho xe xài nè. 130 này không? Nó này đỡ đẹp thôi, có món này chả làm được gì luôn. Cái này mà thiếu khó khăn cả nó đẹp nè. Thắng lôi 10 rồi luôn. À, làm 120 được. Rác này, rồi rác 130 dòng 2. Được thắng lôi 25 này. Được làm 130 thì không xài được. Thắng lôi 4 shop luôn. Nó 20 nè. Được kháng kháng hỏi chó. Kháng hỏi 25, chung là kháng khá là cao. Được cái video rồi được hai món nè. Ngập mọi kháng lôi 29 và nhận kháng lôi 20 hết rồi. Máy này thì tương đối tầm ổn. Xe mang rồi cũng chả cái gì đẹp. Cùi không. Ok, lên tiếp tục nhận đồ nè mày. Tiếp tục nhận đồ, tiếp tục nhận đồ. Số một con, ok, thả tiếp luôn.
Còn những con cuối cùng nha anh em. Hiện tại bây giờ Khải đang gom gần 3 rương trang sức còn xài được rồi anh em, cho anh em xem này. 3 rương trang sức xài được nha mọi người. Đó. Thấy chưa? Đó. Tí nữa Khải sẽ tổng hợp đồ cho anh em xem. Đó. Thảo bây giờ vừa con này vài con đúng không? Khải giao dịch một ít đồ cho anh em xem nha. Khải sẽ giao dịch một ít đồ cho con bên đường môn này đây. Nó còn dư rương đồ này, là Khải bên này Khải bó cho nó sướng. Nhận rác này, rác này. Trời, tháng 7, 25, 20. Mấy cái tháng khá đẹp này. Vừa đánh được một con vừa rồi nè. Tháng 29 bỏ qua nè. Tháng 20 bỏ qua nè. Tháng 25 sinh lực được bỏ qua nè. Chung là cũng khá là đồ, khá đẹp nhưng mà không có khá cả nè. 11, 20 cho xe nè. 19, 30, trời ơi. 14, 40 cái này. 20, 500, được kích đồ. Làm 130. 130 bỏ hết qua. Mấy cái đồ này thì có thể xe xài nè. Rồi, hết rồi nha, còn rác nữa nha anh em. Còn mấy cái này rác này. Mấy cái này rác được tới bánh sâu nè. Rồi, chốt qua bên rương này đây. Xong. Không thấy là mày boss nữa. Hết rồi nè, hết rồi. Rồi, chứ những con cuối cùng này anh em ơi. Thủy 15 phút nữa xong hết cái rương này là xong nha anh em. Nói chung là Khải đang chuẩn bị được 3 rương mà có 3 rương mà đỡ cho boss đánh được nè. Con số kháng cả 20 đấy hả? Sợ kháng cả 20. Nếu mà ra luôn là ngon lành luôn nè. Nói chung là Khải sang xưa giờ đỡm nó ra kháng cả này nó hơi hiếm luôn nè. Không có luôn nè. Toàn hàng Sida không. Đó cho anh em, trước khi kết thúc video này cho anh em xem nè. Trước khi kết thúc những con boss cuối cùng anh em xem đấy. Xem một bánh 34 nha anh em. Nói chung set này hiện tại của nó đang là normal server của cùng mấy chủ đồ tím rồi nha mọi người. Đó. 34. Đó. Rồi bùa nó đang bị lỗi bùa. Phải lỗi mà dường như là nó đứng xa quá, bùa nó dính. Đứng sát góc quá. Giờ thì yên phụ một xíu à. Giờ thì yên phụ một xíu cho anh lẹ này mày. Nó đứng góc đắt khó đánh quá. Đây. Thi ngừng đam nha. Đụng độ. Đụng độ anh em ơi. Cũng là những con cuối cùng rồi nè. Sót lại hồi kim. Sót lại hồi kim anh em ơi. Tại vì hồi kim nó trâu quá. Rồi. Con hồi kim này chắc phải đưa con năm động nó phụ con thí nghiệm nó phụ à. Con cuối cùng anh em ơi. Con cuối cùng. Không biết là ra cái gì đây. Trời ơi, nãy giờ chưa vẫn có siêu phẩm anh em ơi. Nói chung là chỉ có là cũng có nhẫn 540 rồi, cũng có ngọc bội nam nữ 540 rồi, cũng có giá truyền kháng cạo 5. Rồi còn lại là nhận khăn lôi 20 này, nhận khăn lôi 30 này, nhận khăn lôi 29 này, ngọc bội may mắn làm chậm các kiểu. Nói chung là đỡ xong cái lần này Khải sẽ tổng hợp xếp những cái món đồ hot nhất của cái bát 40 này cho anh em xem. Đó, tại vì lần này Khải sang nhiều nè, nên là đồ đạc rất là nhiều. Nên là Khải sẽ gom lại làm một video nhỏ nữa là tổng hợp đồ bát 40 cho anh em xem thì nó gồm những món đồ gì, cho anh em dở tìm hiểu và dở xem hơn. Chắc tầm này thì anh em này, 4 rương trang sức đỡ mà nói thì 4 rương trang sức này nè, đỡ mà nói thì đồ rất là nhiều. Nhưng mà chỉ chính là những cái món nào ngon thôi nè. Món nào ngon tốt thôi. Rồi, Khải sẽ tổng hợp cho anh em một cái video bát 39 cho anh em xem. Sắp đến đây Khải sẽ ra bát 39 rồi nè. Anh em có gì xem bát 39 ủng hộ cho nha. Sắp đến sẽ ra bát 39 đấy. Kéo này cho nó ra đại cụ. Đúng rồi, dứt. Sắp đến thì ra bát 39 rồi, anh em xem bát 39 ủng hộ nha. Cái này bát 40 thì Khải sẽ lên sâu thôi nè. Đánh hồi kia mà chua quá. Từ ngày cái bộ này Khải bị cuốn sang rồi, quên hết thời gian.
Đúng rồi, nãy giờ Sang đến live từ hồi nào đến giờ, giờ gần 4 giờ mấy rồi nè, vãi thực sự. Không biết, không tin là bây giờ mình live đến 4 giờ chiều luôn nè. Vãi thiệt. Ừ. Hôm cuối cùng. Rồi anh em ơi, hết đồ. Rút quân, xem có được gì đây. Đúng rồi, bên đồ tím thì may mắn không tác dụng nhiều, nhưng mà chủ yếu sang trang sức á. Trang sức, nếu không ra trang sức, tiền không á anh em. Trung banh này, trắng banh này. Vô hiện tinh hết. Tiếp tục. Trời ơi, gia truyền. Trời ơi, gia truyền xấu dòng. Nói chung là đồ rất đẹp gơ luôn nè. Tiếp tục này. Kim. Trong 40 đồng mới ghê chứ. Trời ơi, gia truyền. Không có gắn cả nè. Phải lên thiệt. Cái này mà có gắn cả 15 nữa mình mang luôn hợp lý luôn nè. Dây này mà có gắn cả 15 là khả mang luôn, chất luôn nè. Trời ơi. Ráp nữa. Không. Tầm 20. Ai ra được một lần làm 140. Dòng 2 cây thiệt sự. Làm 130 nữa này. Rồi ráp. Ráp nữa. Nó bị sao đó không chịu trăm nữa. Ráp này em ơi. Tầm 20 nè. 20 shop hết. 140. Đây nè. Shop này. Shop này. Shop này. Sức mạnh 14 kích đồ sinh lực cao. Dây chuyền không có gì luôn. Đấy, mấy chuyện đẹp gơ luôn. Trong 40 dòng cuối rồi nè. Này đỡ làm phôi được. Nhờ ngọc bảo làm 140. Nói chung là đỡ khai tăng hết đồ. Tăng hết đồ rồi nè. Rồi. Cho sức mạnh 16 sinh lực hữu lực. À, nói chung là toàn đồ gì đâu, không tìm một kháng cả chua quá, không có kháng cả nè. Rồi, ok, Khải sẽ tổng hợp những set đồ VIP cho anh em xem. Anh em xem video sang bot bắt 40 này đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em. Anh em ủng hộ mạnh like chia sẻ mạnh thì Khải sẽ cố gắng đầu tư tiếp tục like đánh cho anh em xem cũng như là ra video anh em xem nha. Đúng rồi, ra từ trưa đến giờ luôn em vãi lên thiệt. Giờ mà nhìn lại gần 5 giờ tối rồi, vãi lên. Ok là Khải chốc đồ anh em xem nha. Khải cắt thị tinh cái. Hiện tinh cái. Hiện tinh 1 này. Tinh 2 này. Tinh 3 được hơn chục viên. Ok. Rồi. Khải dắt xe dựng cái. Toàn dài thách cổ ngoài gia truyền thiệt luôn nè. Má à, toàn gì đâu không. Áo vái lên. Rồi. Ok anh em nha, anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nhé.